Chào các bạn, lại là mình đây, bác sĩ Trần Khôi Nguyên, chuyên khoa về tai mũi họng. Chào mừng các bạn đến với tập podcast tiếp theo trong chuỗi podcast Sống Thọ và Sống Khỏe, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của bác sĩ Trần Khôi Nguyên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những tập podcast đầu tiên của chuỗi podcast này. Nếu các bạn thấy những tập podcast này hay thì các bạn hãy cho bác sĩ Nguyên một like và chia sẻ những tập podcast này đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Về tập podcast ngày hôm nay, các bạn có bao giờ nghĩ sức khỏe về thính giác có liên quan đến việc sống thọ và sống khỏe hay không? Tập podcast hôm nay, bác sĩ Nguyên sẽ giới thiệu với các bạn về vai trò của sức khỏe thính giác, là sức nghe của chúng ta đó các bạn, đối với việc sống khỏe và sống thọ nha. Việc ngay bây giờ các bạn có thể làm là các bạn hãy chú ý hơn về sức khỏe thính giác của mình nha các bạn. Ví dụ như các bạn đeo tai nghe nhiều quá, các bạn nghe, sức nghe nó lớn quá trong thời gian dài thì thính giác của bạn sẽ bị ảnh hưởng đó ha. Và nó có bằng chứng khoa học đó nha các bạn. Một nghiên cứu mới nhất được công bố trên tuần san khoa học của Lancet Healthy Longevity, là cái tạp chí khoa học rất là nổi tiếng trong lĩnh vực tai mũi họng đó các bạn, về Lancet đó các bạn. Tụi mình hay nói và gọi với nhau là Lancet đó các bạn. Thì cho thấy là người giảm thính lực các bạn khi mà lớn tuổi các bạn, cái thính lực hay sử dụng máy trợ thính có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Cái này không phải là mình quảng cáo gì nha các bạn, nhưng mà cái nghiên cứu này nó nói vậy. Thì sau đó mình sẽ phân tích kỹ hơn về những cái vấn đề liên quan đến thính giác của chúng ta nha các bạn. Bảo vệ thính giác sẽ giúp chúng ta sống thọ và sống khỏe như thế nào. Vậy mình nói về cái nghiên cứu này trước nha các bạn. Cái bài báo hôm nay nó nói là, bác sĩ đọc báo cho các bạn nghe nha. Người cao tuổi giảm thính lực sử dụng máy trợ thính sẽ giúp kéo dài tuổi thọ nha các bạn. Một nghiên cứu mới nhất được công bố trên tuần san khoa học Lancet nãy mình nói đó các bạn, cho thấy là người giảm thính lực sử dụng máy trợ thính có thể kéo dài tuổi thọ nha các bạn ha. Theo đó thì cái sử dụng máy trợ thính thường xuyên có thể giảm gần 25% nguy cơ tử vong sớm theo cái trang Medical Daily nha các bạn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2050 thì gần 2,5 tỷ người trên thế giới có thể bị mất thính lực và ít nhất là 700 triệu người sẽ cần phải phục hồi thính giác nha các bạn. Như các bạn đã biết thì sống thọ và sống khỏe thì luôn là mục tiêu hướng đến của tất cả chúng ta ha. Thì các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng mất thính lực không được điều trị sẽ dẫn đến giảm tuổi thọ và nhiều tác hại khác, bao gồm có sự cô lập với xã hội, trầm cảm và cả mất trí nhớ luôn nha các bạn. Các nhà khoa học từ Đại học Nam California ở Mỹ đã kiểm tra xem là liệu phục hồi chức năng bằng máy trợ thính có thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm hay không. Thì họ đã sử dụng dữ liệu của khoảng 10.000 người tham gia, các bạn thấy quy mô lớn ha, từ 20 tuổi trở lên nha các bạn, từ khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia của Mỹ để thực hiện nghiên cứu. Những người tham gia được đánh giá thính lực và có đến 1.863 người bị mất thính lực đó nha các bạn. Và họ được yêu cầu trả lời bằng bảng câu hỏi về việc sử dụng máy trợ thính và được theo dõi trung bình trong 10 năm. Bạn thấy nghiên cứu này nó rất là lớn và kéo dài nha các bạn. Kết quả khảo sát thì cho thấy là có 237 người các bạn sử dụng máy trợ thính thường xuyên, ít nhất một lần một tuần là khoảng 5 tiếng. Và 1.483 người chưa bao giờ sử dụng. Thì những người sử dụng máy và ít hơn một lần mỗi tháng được coi là những người dùng không thường xuyên. Kết quả nó cũng làm chúng ta khá là bất ngờ nha các bạn. Kết quả phát hiện những người cao tuổi mà bị suy giảm thính lực thường xuyên đó các bạn, sử dụng máy trợ thính thì có nguy cơ tử vong thấp hơn 24% so với những người không bao giờ đeo máy trợ thính nha các bạn, theo trang Medical Daily. Tuy nhiên thì những người dùng máy không thường xuyên ít hơn một lần mỗi tháng thì không có giảm nguy cơ tử vong sớm so với người không bao giờ sử dụng nha các bạn. Điều này chứng tỏ sử dụng máy trợ thính không thường xuyên có thể là không có tác dụng, tức là chúng ta phải sử dụng thường xuyên. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Janet S. Joy,
bác sĩ tai mũi họng tại bệnh viện Keck, Đại học Nam California, Mỹ các bạn. Tác giả nghiên cứu này cho biết là những kết quả này rất thú vị và cho thấy là máy trợ thính có thể đóng vai trò bảo vệ sức khỏe con người và ngăn ngừa tử vong sớm, các bạn thấy thú vị ha. Dựa trên những phát hiện này thì các nhà nghiên cứu khuyến khích người bị mất thính lực nên đeo máy trợ thính là nhằm kéo dài tuổi thọ. Thì không phải là bác sĩ nguyện quảng cáo cho cái máy trợ thính nha các bạn. Thì người ta bạn từ những cái nghiên cứu này bạn thấy không? Cái vai trò thính giác á, thính lực của chúng ta các bạn nên bảo vệ từ sớm các bạn, thì cái việc sống khỏe sống thọ là nó cũng trong tầm tay của mình nha các bạn. Bác sĩ Nguyên sẽ giới thiệu thêm với các bạn về bốn nguy cơ sức khỏe của việc mất thính lực và cái cách để các bạn đối phó với việc đó nha các bạn. Như các bạn đã biết thì suy giảm thính lực không chỉ khiến người người bị bệnh đó các bạn gặp một số bất tiện trong cuộc sống, như là mà các bạn phải bật tivi lớn hơn, thường xuyên hỏi lại khi nói chuyện, mà còn kèm theo đó là một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vấn đề thứ nhất các bạn có thể gặp mà khi bạn giảm thính lực là các bạn sẽ bị cô lập, cô đơn và cả trầm cảm luôn các bạn. Phần lớn chúng ta sẽ bị suy giảm thính lực qua thời gian nha các bạn ha. Mình thấy càng lớn tuổi thì chúng ta có thể gọi là lão thính đó các bạn. Dần dần thì chúng ta sẽ gần như người bị điếc, gặp khó khăn khi giao tiếp và nghe người khác nói. Người bị giảm thính lực sẽ ngại đến những buổi họp mặt luôn các bạn, ngại gặp gỡ và tự cô lập mình. MSN dẫn lời giáo sư của giáo sư Donald Sturm đó các bạn, chuyên gia về sức khỏe thính giác ở người Mỹ, thì là càng lớn tuổi tình trạng suy giảm thính lực càng nghiêm trọng nha các bạn. Khi các bạn tự cô lập mình, người lớn tuổi sẽ bị căng thẳng và dễ dẫn đến trầm cảm các bạn, thì nó đâu có sống khỏe sống thọ được đâu ha. Và về vấn đề thứ hai là các bạn sẽ suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. Có nhiều giả thuyết khác nhau về mối liên hệ giữa suy giảm thính lực và giảm chức năng não luôn nha các bạn. Trên thực tế thì tình trạng thoái hóa thần kinh do tuổi già gây ra cả hai vấn đề trên. Thoái hóa thần kinh thì không chỉ làm suy giảm cái khả năng tiếp nhận của các tín hiệu cảm giác của não bộ các bạn, khiến người mắc khó phân biệt âm thanh, mà còn dẫn đến chứng mất trí nhớ của tuổi già theo MSN đó các bạn. Để hạn chế nguy cơ bị mất trí nhớ thì não bộ người già cần thường xuyên nhận được kích thích. Họ không nên tự cô lập mình mà trái lại phải thường xuyên nói chuyện, giao tiếp với những người xung quanh. Lựa chọn tốt nhất cho người già là hãy dùng máy trợ thính nha các bạn. Và cái nguy cơ tiếp theo đó là té ngã nha các bạn. Một số nghiên cứu phát hiện những người bị mất thính lực nghiêm trọng có thể có nguy cơ bị té ngã cao hơn bình thường. Tuy nhiên thì các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích cái nguyên nhân thật sự của tình trạng này. Theo MSN, tiểu đường, nguy cơ cuối cùng, tiểu đường có thể gây ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến ống tai và dẫn đến suy giảm thính giác. Vì tiểu đường là nguyên nhân gây mất thính lực nên những người đang bị lãng tai thì cần phải đi đi kiểm tra xem mình có bị tiểu đường hay không nha các bạn. Trên thế giới thì có rất là nhiều người bị tiểu đường nhưng không biết, không hay là mình đang mắc bệnh nha các bạn. Có cái số liệu cho thấy là chỉ riêng ở Mỹ đã có hơn 8 triệu người đang sống với tiểu đường nhưng không được chẩn đoán bệnh theo MSN luôn đó các bạn. Như vậy thì suy giảm thính lực hay bị lãng tai là tình trạng rất phổ biến khi chúng ta lớn tuổi nha các bạn. Cách tốt nhất để chúng ta có thể làm các bạn là chúng ta phải thừa nhận tình trạng của mình và đến khám các bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng. Các chuyên gia sẽ khuyến cáo như vậy đó các bạn. Như vậy qua những cái chia sẻ của mình trong tập podcast này thì các bạn hãy bảo vệ sức khỏe thính giác của chúng ta từ ngay bây giờ nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thật khỏe.